mà nó bị mắc cạn nữa rồi, mắc cạn rồi không có vô được. Tới đó bắt đầu đứng phải dùng hết. Dạ, mỗi chiếc là chiếc này 55 khối, còn cái số còn lại là chiếc sau. Dạ. Ủa sao con thấy đi vô đây khó quá chú? Sớm giờ đi sớm là mình bắt đầu đi mấy giờ? 7 giờ sáng tới giờ gần 12 giờ. Chào mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại thì đang có mặt tại Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay tiếp tục chia sẻ cái hoàn cảnh và cái câu chuyện của anh Hồ. Thì như cô bác anh chị cũng đã xem video những ngày hôm nay và các em chia sẻ, thì tới ngày hôm nay là cái ngày bắt đầu sẽ bơm cát vào cái nền nhà của anh Hồ. Thì phía trước cả nhà đây là một cái con rạch nhỏ. Sớm giờ thì anh em cũng đợi khá là lâu, đợi chiếc xà lan vô để mà bơm cát vô cả nhà. Tại vì cái con nước ở đây là nước ròng và nước lớn, và cái con rạch khá là nhỏ, cho nên đó là không có thể là đi vào, muốn đi vào lúc nào thì đi, phải đợi cái con nước lớn mới có thể đi vào được cả nhà. Bây giờ thì xà lan đã tới rồi. Hello mấy con. Ừ, chào con. Ừ, giỏi quá. Coi xà lan hả con? Ừ. Ừ, con thích coi ha. Đây là cả nhà, thì bây giờ là chiếc xà lan đã tới đây. Lan chở cát cũng đã sắp tới cả nhà. Cả nhà thấy cái con nước ở đây nó khá là thấp, tại vì cái rạch ở đây là cái rạch nhỏ cả nhà. Đây là một cái cù lao, gọi là cù lao Dung, một cù lao, một trong những cái cù lao lớn nhất ở miền Tây cả nhà. Thì phía cuối cù lao là ra biển rồi. Cho nên đó là nó có một số hạn chế về mặt cái phương tiện đi lại. Khi mà muốn đi qua cái cù lao Dung này á, thì phải qua hai chuyến phà, một chuyến phà Đại Ngãi và một chuyến phà Cầu Quan. Phà Đại Ngãi thì bên phía Sóc Trăng, còn Cầu Quan á là qua bên phía Trà Vinh. Mà đi một chuyến phà như vậy á là mất khoảng gần cả tiếng đồng hồ cả nhà. Bây giờ chiếc xà lan chạy sạch khói luôn mà chưa đi vô được nè. Mắc kẹt nữa rồi. Để mình đi qua góc bên đây để có thể là quay rõ cho mọi người xem. Cái hiện tại bây giờ là khoảng 11, 12 giờ trưa. Và cái con thấy anh, nhưng mà nó bị mắc cạn nữa rồi. Mắc cạn rồi, không có vô được. Tới đó bắt đầu đứng phải dùng hết cái công sức của cái máy mới đi nhích rồi, thấy không? Cái sình nó lên luôn. Nói chung là đường vô ở đây khó. Đường vô khó lắm. Không phải là mà muốn vô là dễ đâu cả nhà. Đường xá đồ nó cũng, tại vì ở trong đây là nằm, cái vị trí ở đây là nằm gần như là giữa cái cù lao Dung luôn, cho nên là đường xá nó chưa có được đồng bộ, cũng như là nông thôn nằm trên cù lao này bà con đồ chủ yếu là nằm về nông nghiệp và trồng trái cây cả nhà. Và phương tiện chủ yếu đi lại là cũng là thuyền ghe thôi. Bây giờ ngay đây rồi. Mấy chục mét là chạy cho tiếng đồng hồ đó. Anh thấy dưới mặt nước không? Cái bọt đó nó nổi lên đó, là tức là cái đáy của cái chiếc xà lan nó chạm với mặt sình ở dưới luôn á. Đụng dưới rồi. Nó đụng ở dưới cái phần đáy dưới luôn. Như cái mặt nước này nó cũng tầm khoảng vài mét à. Mà cái này lúc đầu chắc nói chung mình không có nói, bên phía bơm cát có thể là lấy chiếc xà lan nhỏ nhỏ hơn á anh, để dễ đi hơn. Cái này xà lan này nó hơi to à. Nó nhỏ thì bơm nó lâu. Nó lâu, nhưng mà tính ra, nếu mà tính ra đường xá bơm lâu, nhưng mà cái thời gian mà bị mắc cạn gì cũng lâu đúng không?
với là theo con nước nữa đang bị ở phía ngoài nó có cái cầu á, cái cầu mà nước lớn quá thì nó không qua được dưới cái cầu, còn ở nước rồng quá thì nó mắc cạn. Đứng im luôn rồi, đứng luôn rồi, kẹt kẹt ngay đây luôn rồi. Dạ anh năm mạng hả chú? Thì sao có biệt danh đó vậy chú? Tại đi làm ổng ấy lên tao đặt ổng vậy đó. Không thấy nhúc nhích luôn. Cái chiếc xà lan này là mình chở bao nhiêu khối chú? 55 khối. Vậy là cái này mình chia ra làm hai chiếc xà lan. Dạ, mỗi chiếc là chiếc này 55 khối, còn cái số còn lại là chiếc sau. Mình cũng chở đầy luôn chắc anh. Dạ. Ủa sao con thấy đi vô đây khó quá chú? Sớm giờ đi sớm là mình bắt đầu đi mấy giờ? Mình đi hồi 7 giờ. 7 giờ sáng tới bây giờ gần 12 giờ. Là từ bên giữa cát mình qua đây sao? Giữa cát qua đây gần đó 4-5 cây rồi. Dạ. Nếu mà nước đồ bình thường thì đi nó nhanh ha. Đi sớm giờ gặp cái con nước nó không được lớn gì mấy nữa. Cứ nhích từ từ vô ha. Nhưng mà giờ vô tới đây em chú chắc vô được mà, không? Gắn xíu nữa vô được rồi. Đây cái nền nhà của anh Hồ là ngay đây luôn rồi cả nhà. Đó. Nền hồ của anh nhà ngay đây, bơm cát lên. Bơm phía trước xong rồi bơm phía sau là nó đầy là ok. Đây, bốn cha con anh Hồ. Không thể thiếu mặt ở đây được. Hai tay hai sách. Thôi, của em khóc. Còn lì quá. Ôi, nếu như vậy là hai thằng bé này tuổi con cọp hả anh Hồ? Rồi. Hai tay anh, hai con kỳ lân ở này, hai tay anh Hồ, hai con cọp. Chà lan đâu, chỉ cho coi coi. Đây cho chi cho, đây cho chi cho, đây chi cho. Điện nguyện. Đây cho bẻ chim ha. Tôm nổi cá nổi luôn. Đây cho chi cho. Đấy xuống bắt cá đi. Bây giờ anh thì anh làm đẹp. Đấy. Thường em coi những chiếc ghe nó có hai con mắt phía trước đó là sao? Là để thấy đường á anh, giống như con người á. Tại luôn rồi. Nó có ý nghĩa đó. Giờ anh em ai biết cái ý nghĩa của cặp mắt của chiếc ghe đó thế nào giải thích nghe thử xem đúng không? Anh Nghiệp khai sáng cho anh em đi. Không biết đâu, anh em biết hơn Nghiệp thì sao? Anh Hải biết, anh Hải. Anh Hải. Theo như là ngày trước á, là nghe ông bà ngày xưa kể lại á, là mình đi ghe á, thì cá, những loài cá mập lớn á, rất là nguy hiểm. Thì sau này á, là nó tấn công những ghe đi á, rồi người ta mới tạo ra hai con mắt giống như loài cá vậy đó, để giống như nó cho nó xem nó là một cái lồng lội của nó không có tấn công ghe của mình nữa. Là nó thấy cái thuyền này là ý nghĩa là cá lớn hơn nó. Đúng rồi, chính xác. Thời đó thì sao là ai cũng làm cặp mắt ở chiếc thuyền á. Không có, đó là đọc trên mạng nha. Trên mạng sao rồi ông bà cũng có kể lý do vậy đó. Ngày xưa là có truyền thuyết là cá nược á, mấy loài cá lớn tấn công rồi có kêu ông nược lại cứu á, là có cũng có thông tin để đảm bảo. Còn mà có chính xác những câu chuyện mà chính xác hơn của chú anh chị nhớ bình luận vô video để góp ý với anh em nha. Bơm cát cũng cực ha. Tại con nước này rút quá vào cũng tới. Bơm một ghe hết 4-5 công nhân rồi đâu phải cái này. Rồi.
vét ống vét cả body sáu muối luôn kìa. Nổi không chú? Chú chơi lớn vác 2 cây luôn. đang cô đơn á chú. Chú vác được 2 cây không? Được, được. Tâm à, con tránh ra Tâm. Sao con nói lại coi. Nói lại đi. Nó có mắt nó để nhìn chứ nó không có mắt nó bị đi. Có mắt mới thấy được. Dạ vậy chứ cây dừa có mắt không? Không. Cây dừa có mắt chỉ nó ở chỗ mà. Có mắt dừa đó. Dạ. Đúng luôn. Nó ngủ đông rồi còn kia có mắt chỉ. Ăn kẹo lắm không gái? Sao ngủ đông nó vẫn lớn bình thường mà. Nó lớn mà, nó lớn nó sinh sản là nó mới cho mình cái mình uống chứ. Nó ngủ đông nó mất rồi sao cá trái mình uống. Đúng không? Ông hồ con. Ăn cơm không? Lạ quá hả? À, này cái áo Doraemon nó bị chơ xuống cái luôn. Ăn cơm không? Cô đút cho miếng nè. Cảm ơn lên cho chúng ta nè. Ăn cơm ngon mà. Lạ. Trời ơi, cái tay sao vậy? Có rồi, đây nè, có tấm hình với em nè. Chụp hình với chị Thủy nổi tiếng hả? Chụp hình với cô Thủy nè. Hình ý của Thủy TV này vừa đúng chị, mình nhớ mỏi chung rồi. Chụp hình với Thủy nè cả nhà. Ghê quá. Ghê quá, ghê quá. Điệu quá. Hôm bữa cô Thủy dạy con hát á, giờ còn nhớ không? Dạ con đang tập. Đang tập hả? Rồi giờ thuộc canh canh chưa? Chưa luôn hả? Con giờ học giờ bà nói con chưa nhớ rồi. Được sao? Con hát nhạc còn ngon chứ, đâu có hát nhạc kia được. Con còn nhớ mấy bài nhạc hơn nữa, con chỉ cô không? Nhớ chứ không, con chỉ cô bài nhạc tình yêu đó con nhớ hả? Rồi cũng này có luôn hả? Mẹ nói là sao? Không có bài nhạc đó. Nè, cô còn quay lại nè, cô thử còn quay lại nè. Cô mở cho mẹ nghe nha. Nhạc tình yêu. Có, con bài của Thủy hát nhạc tình yêu à. Tình yêu. Rồi bây giờ thì ghe cát đang tiến dần vào sâu bên trong cái nhà. Nãy thấy dục bóng lên đây rồi, bây giờ tưởng đâu là ráp bên đây nhưng mà cuối cùng là không có ráp đây, để xích tới chút xíu nữa ráp cái đường cũ bên kia cả nhà.
đó. Bây giờ là lúc đầu mình tưởng là cũng chiếc ghe nhỏ thôi, nhưng mà cuối cùng nguyên chiếc xà lan luôn. Tới luôn rồi, tới luôn rồi. Ơi làm gì đó hả? Ôi trời ơi, leo lên luôn, trời ơi. Ôi leo lên cho cao, đứng cho còm như thấy hả? À, đứng ở dưới không chịu nè, cả nhà leo lên cái khúc cây đứng mới chịu nè. Ơi con kiến kìa, con kiến kìa con. Hai đại ca. Từ từ. Rồi. Nhỏ lên chưa thấy. Giờ thấy rồi, tò mò nè. Tò mò cái gì hết á. Giờ chăm chú. Rồi lấy ống à, cho chú lấy ống à. Rồi xuống xích ra. Rồi. Đặt cái gì xích vô. Thôi cho nghỉ ngơi đi, ngồi đi. Thôi cho nghỉ đi, trời rồi nó bị ngồi tháo đi mấy cây vô. Mới về sang đi liền. Bây giờ cũng giờ trưa cả nhà. Mấy mấy chú bơm cát đi từ sáng tới giờ mới tới được đây. Giờ đem cơm vô đây ăn luôn nè. Né kìa anh em, né xíu qua cho nó thẳng. Tâm dẫn em con ta lấy cây khỏi dân chúng nè. Thấy đi đường ống khó khăn ghê ha. Rồi.
Ờ chừng trúng rồi con, né ra con. Tâm. Tâm dắt em nghe. Mốt đi lấy mua lấy mấy máy bắn mua máy bắn cầm tay ngon à. Bắn ép chạy vô thổi cái. Đúng rồi. Đó cũng hang cũng hưởng rồi đó. Có cái máy bắn điện á cầm tay á. Ờ bắn ép lượm bắn ép lượm. Không con cái đó bằng pin mà con. Mồi nước cho đủ nước. Được rồi. Không, ngồi vô cái mặt nè. Vợ tạc gì không cái không đực đó. Vợ tạc gì không cái không đực nha. Chí Nguyện. Chí Nguyện. Ông cái không đực đó, ông cái bà cái gì á. Ông thịt không à. Ôm đít da. À, bây giờ thì bắt đầu mồi nước rồi cả nhà. Mồi nước vô cái máy rồi, chuẩn bị là bơm lên nè. Đó, đó, để máy rồi. Lên, lên, cát lên. Lên, lên, lên. Sáng tới giờ đó. Ngóng nè, hai hai ông nhỏ đứng ngóng à. Đứng giờ. Sao con ngóng như vậy? Trời ơi. Cậy cây à. Rồi cắt lên kìa, cắt lên kìa. Ô. Vỗ tay, vỗ tay cho thằng vỗ tay đi. Đó giờ mới thấy cảnh bơm cát lần đầu tiên luôn á. Vui quá. Ủa em dùng tay mà em không giờ mới thấy luôn hả? Mới thấy luôn á. Mới thấy luôn á. Ờ mới thấy lần đầu luôn á. Trời ơi mới thấy luôn á nha. Là cát với nước đang vô á hả? Đúng rồi, nó cát đó. Thiếu cát thì ta lắng xuống nước nó chảy ra ngoài. Em vô hầu ơi. À, cái này là bơm cát này nha cả nhà. Này giống như bơm nước vậy chứ. Dạ chị thấy biết rồi ha. Vừa nước vừa cát luôn á, nước với cát luôn á chị. Anh nghe biết không? Không. Chút xíu nước sẽ ra ngoài cát nó ở lại. Còn mà nếu không tấn hai bên thì cát nó đi luôn. Đâu phải có bên chị thấy là lần đầu tiên thấy đâu. Đây có chị Ngọc Vi cũng lần đầu tiên thấy nè. Thế hả? Vô cái con ơi. Trời ơi nó he nó gãy dần dần. Dạ em mới có nhà mới hả con? Dạ nó cát lên rồi đó, cát lên rồi đó. Ờ cát bắt đầu lên đó. Cái màu nước nó đậm hơn rồi đó. Nặng hơn á. Quá trời các bác con chị cũng lần đầu tiên mới thấy nè. Bơm cát là như thế này luôn. Quá vui rồi. Quá vui rồi, quá lạ mắt luôn rồi. Khoảng chừng 15 phút nữa rồi thấy cát nó trồi lên nhiều đó. Ê, mừng nha, mừng nha, mừng nha. Ờ, chỉ nha. Cái gì đó à? Mừng. Mừng. Ờ, nó ngồi nó ngồi. Quá trời thương luôn vậy. Trời ơi. Coi coi
Bái quá trời kìa. Bái luôn quá trời rồi. Bái quá trời phải luôn. Rồi, tại bây giờ thì máy đang hoạt động hết công suất cả nhà, để có thể là truyền cái phía cát từ ở dưới xà lan lên bên trên cái nền đất nhà của anh Hồ. Thì hiện tại thì thấy lúc ban đầu đã bơm được bao nhiêu đây cả nhà. Cái phần phía trước này không có là 38 khối là phần phía trước này không á cả nhà, còn phần ở phía sau đó là 51 khối, tổng cộng là tính dễ dặt luôn là nhân cho 1.12 nữa thì làm ra 90 mấy khối á cả nhà. Thì tổng cộng cái số tiền mà bơm cái nền này không á, bơm cái cát này không á là 23 triệu mấy trăm á, mà bên phía bơm cát thì người ta bớt còn 23 triệu cả nhà. À, tính ra tại vì cái vật liệu xây dựng ở đây nó khá là cao, bởi vì cái phía tại vì ở đây bên còn á cả nhà, cho nên là cái phần xây dựng, phần vật liệu xây dựng thì cái giá nó hơi cao hơn một chút. Thì bữa nay có mấy anh em lại cũng chia sẻ cái tiến độ mà bơm cát xem như thế nào, đây có thể là bơm trong vòng một vài tiếng đồng hồ là sẽ xong rồi. Cái phần cát này thì nó đang chảy ra ngoài là do cái hai cái khung bên ngoài nó không được kín gì mấy. Khi mà bơm cát thì phải có nước, nước cát nó theo nước để mà đi lên cả nhà, cho nên là phải có những cái chỗ mà thoát nước thì mới có thể là nó nước nó thoát hết rồi xong rồi cát nó mới động lại. Đây nè, ở đây được nó lắp được đầy cái lỗ này cả nhà. Đang bơm già vô ở bên trong. Mấy ông nhỏ này đi đâu cũng có mấy ổng hết trơn á. Nhà đâu có lai hết kìa. Làm gì vậy? Làm gì đứng đây vậy? Sẽ chia ra làm ba học cả nhà, phía trước, phía giữa và phía sau. Thì ghe cát này chỉ chở được 55 khối cát thôi, còn cái phần cát còn lại khoảng 50 khối nữa thì sẽ chở cũng một chiếc xà lan như thế này, sẽ chia ra làm hai chiếc xà lan cả nhà. Thì sớm cả nhà cũng thấy cái đường đi nó khó khăn rồi đó, tại vì trong đây cái con rạch trong đây nó có khá nhỏ và cái nước nó cũng không có nhiều nữa, phải chờ con nước thì mới có thể là chở cát vô thuận lợi cả nhà.